Kính thưa các vị đại biểu, thưa đại diện cho hai câu lạc bộ, thưa toàn thể anh chị em trong đội văn nghệ mà xứ Mường của Bắc Yên, và thưa toàn thể bà con, hôm nay nhân ngày tổ chức buổi công nhận được là đơn vị câu lạc bộ xứ Mường trưởng thành sau một năm đi quang trưởng từ quê hương đá đỏ Phú Yên, được các bạn mời đến. Không biết nói gì hơn, trước hết xin chúc cho các ông, các bà, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các cháu lời chúc sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc. Sau đây xin gửi tới các bạn một bài Đam Mường, nói về nguồn cội của người Mường. Sau đây bài Đam xin phép được bắt đầu. Cửa con hãy lón ăn chu cùng làm mở cửa cậy ta nói xương đi gió cơ hãy chúng ta quán tôn cha phẳng khôn hãy chúng ta kể đổ của cuộc chung chiếc cơn cái cường nhưng chú đi anh ăn tứa mò tót u nớ mò phường lộ ngay cầm tha thằng đình kẻ tứa xa la ở ta nuôi xương đi xuê uốn ngược anh cha tôi uốn cha khâu gió uốn xuống anh gió ti tình con cha bà khả bố nhóm nhà bé lâu tôi đang bé mía bồi anh bé kia tôi đang tôi cả hà xa tha bớ khơi đi nè ta uốn xuống anh sang hôm nay hầm mới cảm tha lũ kỹ lũ điện tâm lăng lắm nhớ cơ gió ta nấu ấy xương nỉ gió hôm nay à cảm tha nỡ ta nấu ấy nơi nhờ thủ khá cấp thưa ma non nhờ thủ có thủ còn thì cầm ẵng đông nhờ thùng cặp túi cờ kiểng nhờ chiếm bụi cặp tơ tảnh đã phải tắt nuôi xương để bày nhớ con bánh tránh cặp cờ nam nam hồi ngờ như tón tầm còn thì cặp lo lốp nhau can cặp đấy